Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Chữa khỏi tận gốc bệnh đau dạ dày tại nhà nhờ bài thuốc dân gian từ nghệ và nước dừa. Dừa không chỉ là loại trái cây ăn cùi, là loại nước uống ngon mắt lành mà còn là một bài thuốc giúp chữa bệnh đau dạ dày rất tốt. Bởi vì trong nước dừa có chứa một số enzyme có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại ở dạ dày, phục hồi các tế bào bị tổn thương ở dạ dày. Với những hiệu quả trên của quả dừa, nước dừa đã trở thành bài thuốc chữa bệnh về dạ dày rất hiệu quả. Bên cạnh dừa thì nghệ cũng là một vị thuốc chữa đau dạ dày được nhiều thế hệ sử dụng rất hiệu quả. Nghệ chứa rất nhiều hoạt chất nhóm curcumin, thành phần curcumin trong nghệ có tác dụng chữa trị bệnh đau dạ dày. Curcumin có khả năng kiểm soát tình trạng viêm loét, ức chế các tế bào gây viêm. Đặc biệt, nó còn có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, giúp bệnh nhân đau dạ dày nhanh chóng được chữa lành vết loét. Bạn biết không, việc kết hợp giữa hai nguyên liệu nước dừa và nghệ tươi sẽ đem lại hiệu quả điều trị bệnh đau dạ dày rất tuyệt vời đấy nhé. Vậy cách chữa khỏi dứt điểm bệnh đau dạ dày bằng nghệ và nước dừa như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là một quả dừa tươi. Bạn hãy chọn một quả dừa non, cùi mỏng nhé. Thứ hai là tinh bột nghệ. Đây là hai nguyên liệu bạn cần phải chuẩn bị cho cách trị đau dạ dày tại nhà này. Cách các bạn thực hiện như sau. Bước 1. Cách tiến hành chữa bệnh dạ dày bằng dừa tươi. Bạn hãy chặt dừa ở hai đầu cho bằng. Sau đó, ở phần cuống, bạn chọc thủng một lỗ. Với quả dừa này, bạn hãy lấy một cái vỏ cắt để đậy nắp nó lại. Bạn lấy một vài cái tăm để ghim nó lại cho chắc. Giờ thì bạn cho quả lên bếp và đun cho mình. Bạn nhớ cho lửa nhỏ thôi nhé. Bạn cứ đun như thế khoảng 30 đến 40 phút là được. Giờ thì bạn cho quả dừa ra được rồi. Bạn nhớ cẩn thận vì quả dừa rất là nóng. Đây là quả dừa của chúng ta. Mình sẽ đổ bớt phần nước bên trong ra một cái bát.
Và giờ thì bạn hãy nạo lấy phần cùi dừa bên trong ra cho mình. Bạn cho toàn bộ phần cùi dừa và nước dừa ra một cái bát cho mình. Đây chính là bát nước dừa mà chúng ta cần. Cách sử dụng bát nước dừa này như sau. Nước và cùi dừa chia làm 3 phần, ăn vào trước mỗi bữa ăn trong ngày 30 phút, mỗi ngày 1 quả. Bước 2. Cách tiến hành chữa bệnh dạ dày bằng nghệ. Bạn có thể làm vào buổi tối trước khi đi ngủ. Đầu tiên, bạn chuẩn bị cho mình một cốc sạch. Bạn cho vào cốc này khoảng 100ml nước đun sôi để nguội. Sau đó bạn cho vào cốc lượng tinh bột nghệ mà mình đã chuẩn bị. Bạn khuấy đều tay cho bột nghệ tan đều trong nước. Với cốc nước này, bạn hãy đậy kín lại. Cách sử dụng cốc nước này như sau. Bạn hẹn giờ và dậy lúc 4 giờ sáng uống hết cốc nước tinh bột nghệ này. Sau đó, lại đi nằm ngủ. Khi ngủ, lấy gối kê ngang thắt lưng. Và bạn hãy thay đổi tư thế nằm nghiêng sang hai bên nữa nhé. Những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng cách chữa bệnh dạ dày bằng quả dừa và nghệ tươi. Không sử dụng cho bệnh nhân loãng máu, phụ nữ mang thai. Áp dụng chế độ ăn uống điều độ, lành mạnh, tránh rượu bia, thực phẩm chua, cay, nóng. Không nên ăn quá no hoặc quá đói. Tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng cách chữa bệnh dạ dày bằng quả dừa. Khi sử dụng song song cả hai bài thuốc chữa bệnh dạ dày bằng quả dừa và nghệ tươi, bạn cần chú ý đến thời gian sử dụng thuốc trong ngày là cách nhau. Nước dừa dùng vào trước bữa ăn sáng, trưa, tối khoảng 30 phút. Cốc nước tinh bột nghệ sử dụng vào 4 giờ sáng. Trên đây là mẹo chữa bệnh dạ dày bằng quả dừa. Mới nghe chắc hẳn không ai dám tin, nhưng các bạn hãy thử đi, nó rất đơn giản và dễ làm. Một tuần áp dụng từ 2 đến 3 lần, khoảng sau 1 tháng, bạn sẽ thấy tình trạng bệnh của mình thuyên giảm đi đáng kể đó. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.